nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái thiết bị điều khiển từ xa của thiết bị nhà bơm nhà mình. Nói chung là mình lúc mình đi làm xa mình không có thời gian bật máy bơm á, tới đây mình bật công tắc này kia, cho nên mình phải gắn cái bộ điều khiển từ xa này để bơm nước cho đẩy nhà mình, đẩy nhà mình á. Rộng rất là nhiều, 4-5 xào lận, mình không có thời gian ở đây mình bật vô công tắc này kia chạy nước cho cái đẩy mình, cho nên mình gắn cái thiết bị này. Bạn nào mà có nhu cầu gắn cái bộ thiết bị điều khiển từ xa này liên hệ cho mình. Đây, mình này. Nói chung là bộ điều khiển từ xa này là điều khiển qua cái app. Khi nào điện thoại của bạn kết nối 3G hoặc là wifi á, bạn chỉ cần chạy cái app nào, bạn bật máy bơm, bạn bơm cho cái rẫy của mình. Cái app của này á, cái app này á, nó có thể là nó báo mực nước đầy cạn do cái phao bên này mình điều khiển nè. Đó, cái phao này có báo mực nước, khi nào mà nó đầy á, nó sẽ báo trên này nó đầy luôn. Khi nào cạn á, mình làm cho nó cạn thử nha mấy bạn. Bây giờ mình nhắn cho nó cạn nè, trên app của mình đó, nó sẽ báo cạn nè, mình không cần nhắn. Đó, khi này mình sẽ bảo vệ cái máy bơm nước của nhà mình không bị cháy này kia. Đó, khi nào mà nước của bạn có thì nó sẽ báo lên xanh. Đó, nó sẽ tích xanh. Nó báo bằng cái wifi của nhà mình. Đó. Bây giờ mình sẽ bật tắt máy bơm trên cái điện thoại của mình cho mấy bạn coi. Đây, mình bật nha. Đó, là máy bơm nó đang chạy, cái delay nó đang nói cho mấy bạn coi. Đó, máy bơm sẽ chạy và tưới tiêu cho cái rẫy nhà mình đó. Máy bơm nước tới tưới tiêu cho mấy cây dừa hoặc là vườn cây ăn trái của nhà mình. Bạn nào có nhu cầu cứ gọi điện cho mình lắp đặt cái bộ này. Rồi, số điện thoại. Bây giờ mình tắt bơm nha mấy bạn. Bây giờ đó, cái delay này nó sẽ tắt bơm nhà mình. Điện thoại của mình chỉ cần kết nối wifi hoặc này kia, có cái app riêng để điều khiển cái mạch động cơ của này, thì mấy bạn cứ bật tắt chủ động khi nào mấy bạn đi xa này kia đó. Cái app này nó còn có đặc biệt một chỗ là nó cũng báo mực nước cạn và là mực nước đầy, báo trên cái điện thoại của bạn luôn. Khi nào mà mực nước cạn á, bạn không thể điều khiển được chạy máy bơm được, tại mực nước cạn đâu có nước đâu để cái máy bơm nó bơm, đúng không? Cho nên đây nè cái phao này, đây nè cái phao này á, cái phao này là nó báo mực nước cạn. Khi nào cạn á, bạn không thể nào bạn bật được máy bơm được đó, bạn bật không được đó, bạn bật không được, cho nên nó sẽ bảo vệ được cái động cơ máy bơm của nhà bạn đó. Rồi, ok, chạy thử ha. Bây giờ nha, bây giờ nó nước đang cày đúng không, đang cạn đang đầy đúng không. Bây giờ mình sẽ bật cho nó chạy đó, nó sẽ chạy bình thường. Rồi, mình tắt máy bơm nha. Rồi, khi nào nước cạn á, mình sẽ kéo cái phao này xuống, nó sẽ cạn nè. Đó, mình bật máy bơm nó sẽ không cho, nó sẽ báo lỗi. Đó, cho nên nó bảo vệ được cái động cơ của nhà mình. Đó. Bây giờ mình thả lên cái, mình trở lại. Nó sẽ bấm rồi chụp tiếp. Bây giờ mình thả ra thì nó báo nước đã đầy đã, nó mới cho mình bật cái máy bơm được. Bơm đang chạy thì nước đang cạn đúng không, mình sẽ giả lập nha. Bây giờ đã máy đang bơm, mình sẽ làm cho nước nó cạn thì máy sẽ tự động tắt. Bây giờ mình kéo cái phao nè, đó thì động cơ nó sẽ tự động nó tắt. Đó. Rồi, bây giờ mình thả lại. Ok. Rồi, ok.